Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui được tiếp tục cùng đồng hành với các em trong chương trình Địa lý 12 ngày hôm nay. Trong các tiết học trước, các em đã được học địa lý ngành nông nghiệp, địa lý ngành công nghiệp. Hôm nay cô giới thiệu cho các em địa lý ngành dịch vụ. Hoạt động dịch vụ của nước ta tương đối đa dạng, nhưng trong chương trình Địa lý 12 ngày hôm nay, cô giới thiệu cho các em hai phân ngành, đó là giao thông vận tải và thông tin liên lạc. Để mở đầu bài học, cô mời các em xem các hình ảnh sau đây. Theo các em, đây là những hình ảnh của loại hình hoạt động dịch vụ nào? Và đó là hoạt động giao thông vận tải. Còn đây là hình ảnh của hoạt động ngành thông tin liên lạc. Để giúp cho các em tìm hiểu kỹ hoạt động giao thông vận tải và thông tin liên lạc trên lãnh thổ nước ta, cô mời các em vào bài 30, vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc. Trong bài học này gồm các nội dung như sau. Phần thứ nhất đó là giao thông vận tải. Trong đó có đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và đường ống. Trong mỗi loại hình vận tải, chúng ta tìm hiểu tình hình phát triển và các tuyến đường chính. Phần nội dung thứ hai đó là thông tin liên lạc, bao gồm bưu chính và viễn thông. Cô đi vào nội dung thứ nhất. Đó là hoạt động giao thông vận tải. Ngành giao thông vận tải đầu tiên cô giới thiệu cho các em đó là đường bộ, hay còn gọi là đường ô tô. Mời các em quan sát các hình ảnh sau. Đây là các phương tiện tham gia hoạt động trên đường bộ, gồm có xe đạp, xe xích lô, xe gắn máy, ô tô vận tải, ô tô khách và ô tô du lịch. Trong những năm gần đây, được sự đầu tư lớn của nhà nước và thu hút được nhiều nguồn vốn. Chính vì vậy, mạng lưới đường bộ của nước ta được mở rộng và hiện đại hóa. Các tuyến đường hiện đại được mở ra. Các cây cầu lớn cũng được đưa vào hoạt động. Thay vì các con đường đèo dốc ngoằn ngoèo, nguy hiểm, thì đã xây dựng các đường hầm xuyên qua núi, giúp vừa rút ngắn được khoảng cách, thời gian khi vận hành các phương tiện đi qua đèo dốc. Ví dụ như hầm đèo Hải Vân, hầm đèo Cả, hầm đèo Ngang, vân vân. Mạng lưới đường bộ của nước ta. Các em quan sát cho cô Atlas địa lý trang 23. Đường màu đỏ trên bản đồ là đường thể hiện giao thông ô tô. Như vậy, miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều có mạng lưới đường bộ phủ kín. Ngoài các tuyến đường bộ phủ kín các cái vùng lãnh thổ Bắc, Trung, Nam, thì nước ta cũng có các tuyến đường bộ nối với các nước láng giềng như Trung Quốc, sang Lào và sang Campuchia. Vậy, mạng lưới đường bộ của nước ta đang hội nhập vào hệ thống đường bộ của khu vực. Cô giới thiệu cho các em một số tuyến đường quan trọng của nước ta. Quốc lộ 1 với tổng chiều dài 2.300 km, kéo dài từ cửa khẩu Hữu Nghị của Lạng Sơn, suốt theo chiều dài của đất nước về phía đông và kết thúc ở Cà Mau. Tuyến đường này đi qua 6 trên 7 vùng kinh tế, gồm có Trung Du miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, xuống Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến đường này có ý nghĩa rất quan trọng, là tuyến đường huyết mạch trong hoạt động giao thông vận tải của nước ta. Tuyến quan trọng thứ hai là tuyến đường Hồ Chí Minh. Tuyến đường Hồ Chí Minh theo tổng thiết kế có chiều dài 3.183 km. Đường này kéo dài từ Bắc Bó, Cao Bằng, xuyên suốt vùng lãnh thổ phía Tây của nước ta và kết thúc ở Cà Mau. Tuyến đường Hồ Chí Minh gồm có tuyến chính và nhiều hệ thống đường nhánh. Cho đến hiện nay thì chưa thông toàn tuyến. Tuyến đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội ở dải đất phía Tây của đất nước. Các tuyến đường khác. Có ví dụ, tuyến đường số 5 nối từ Hà Nội xuống Hải Phòng. Tuyến đường số 2 nối từ Hà Nội lên Hà Giang qua cửa khẩu Thanh Thủy. Tuyến đường số 7 qua cửa khẩu Nậm Cắn. Tuyến đường số 8 qua cửa khẩu Cầu Treo. Tuyến đường số 9 qua cửa khẩu Lao Bảo. Các quốc lộ 24, 19, 25, 26, 27 nối từ miền Trung lên khu vực Tây Nguyên. Như vậy,
Hoạt động giao thông vận tải của nước ta, ngoài các tuyến đường cô vừa giới thiệu, thì hai dự án đường Bắc Nam của nước ta cũng đang trong quá trình được triển khai. Đó là tuyến đường ven biển đi qua 28 tỉnh thành và tuyến đường cao tốc Bắc Nam từ Pháp Vân Hà Nội đến Chà Và, Cần Thơ. Bốn tuyến đường theo hướng Bắc Nam đó là đường ven biển, đường cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đã tạo nên trục đường xuyên suốt Bắc Nam của nước ta. Hoạt động đường bộ của nước ta, bên cạnh việc hiện đại hóa đường, mua sắm nhiều trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động vận tải, các phương tiện vận tải cũng ngày càng tiện nghi hơn để phục vụ cái nhu cầu ngày càng cao trong vận chuyển hành khách và hàng hóa. Bên cạnh đó, hoạt động giao thông vận tải cũng gặp một số cái khó khăn. Khi mỗi mùa mưa bão qua thì mạng lưới đường bị xuống cấp trầm trọng. Ở các đô thị lớn thì tình trạng quá tải gây ách tắc giao thông. Cô vừa đi qua hoạt động giao thông đường bộ. Cô sang loại hình vận tải thứ hai đó là đường sắt. Giới thiệu với các em, đây là đường sắt của nước ta. Logo độc quyền đường sắt của nước ta. Phương tiện vận tải trên đường sắt đó là tàu. Hoạt động đường sắt của nước ta, cô mời các em quan sát bản đồ. Đây là quá trình xây dựng mạng lưới đường sắt trên lãnh thổ Việt Nam. Hoạt động đường sắt trên lãnh thổ của nước ta. Mạng lưới đường sắt của nước ta được xây dựng khá sớm, từ thời kỳ nước ta còn là thuộc địa của Pháp. Nước Pháp xây dựng mạng lưới đường sắt trên lãnh thổ để tạo điều kiện cho vấn đề khai thác thuộc địa. Những vùng nào có tài nguyên dồi dào thì mạng lưới đường sắt cũng được lắp đặt nhiều ở khu vực đó. Đường sắt ở nước ta có tổng chiều dài 3.143 km. Các tuyến đường thuộc mạng lưới đường sắt xuyên Á cũng đang được xây dựng và nâng cấp. Cô giới thiệu cho các em một số tuyến đường sắt quan trọng trên lãnh thổ Việt Nam. Tuyến đường sắt Thống Nhất có chiều dài 1.726 km, nối từ Hà Nội đến ga thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường này là tuyến đường sắt dài nhất của Việt Nam và hầu như chạy song song với quốc lộ 1. Có cái vai trò rất là quan trọng trong vấn đề vận chuyển hành khách và hàng hóa theo hướng Bắc Nam của nước ta. Ngoài ra, chúng ta còn có một số tuyến đường sắt quan trọng khác như tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tuyến Hà Nội - Lào Cai, tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, tuyến Lưu Xá - Kép - Uông Bí và Bãi Cháy. Trong các đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn ở nước ta, đó là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nước ta cũng đã xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị. Tuyến Metro Hà Nội có tổng chiều dài 318 km, đang trong quá trình hoàn thành để đưa vào hoạt động. Tuyến Metro thành phố Hồ Chí Minh chỉ có chiều dài 169 km, đang trong quá trình xây dựng. Khi các tuyến đường sắt đô thị trên cao được hoàn thành, thì sẽ làm giảm tải bớt áp lực cho giao thông vận tải đường bộ ở các đô thị lớn. Mạng lưới đường sắt ở nước ta trong cái điều kiện hiện nay cũng được nhà nước tiếp tục đầu tư, nâng cấp, mua sắm thêm nhiều đầu tàu, toa tàu tiện nghi hơn để phục vụ cho quá trình phát triển của đất nước. Cô sang loại hình tiếp theo đó là đường sông. Đối với lại các sông lớn, lòng rộng thì tàu lớn có thể vận chuyển hàng hóa qua lại. Đối với các sông nhỏ thì ghe thuyền có thể vận chuyển hành khách hàng hóa. Hoạt động đường sông của nước ta. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dài đặc. Nếu tính các sông có chiều dài trên 10 km thì có 2.360 con sông. Mạng lưới sông ngòi của nước ta dài đặc nhưng phần lớn là sông nhỏ. Do đó ít có cái điều kiện phát triển giao thông đường sông. Nước ta mới chỉ khai thác 11.000 km vào mục đích giao thông đường sông. Cả nước có hơn 100 cảng sông, trong đó có 34 cảng chính. Hoạt động giao thông vận tải đường sông cũng có nhiều cái lợi thế. Đó là cái cước phí của đường sông tương đối rẻ, do đó số lượng hàng hóa được vận chuyển qua đường sông cũng càng ngày càng tăng. Hoạt động đường sông cũng có một số cái khó khăn. Đó là sông ngòi ở nước ta thường bị bồi lắng phù sa, làm thay đổi luồng lạch,
Về mùa khô, sông ngòi có lưu lượng nước về ít, làm ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Cô giới thiệu cho các em một số tuyến đường chính. Ở khu vực phía Bắc, chúng ta có hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình là hệ thống sông lớn, đoạn chảy qua khu vực đồng bằng sông Hồng. Đây là cái đoạn mà có thể phát triển được giao thông vận tải đường sông thuận tiện. Khu vực phía Nam, chúng ta có hệ thống sông Mekong, sông Đồng Nai. Đoạn chảy qua lãnh thổ Việt Nam là đoạn chảy qua khu vực đồng bằng với lưu lượng nước sông lớn, do đó là phát triển giao thông thuận lợi. Khu vực miền Trung, chúng ta cũng có một số sông lớn, ví dụ như sông Mã, sông Cả, đoạn sông Hương qua thành phố Huế, hoặc là sông Thu Bồn qua tỉnh Quảng Nam, ở cái đoạn hạ lưu cũng có thể phát triển được giao thông vận tải. Cô sang một cái loại hình giao thông vận tải khác, đó là đường biển. Đây là loại hình mang tính quốc tế khá cao. Các tàu viễn dương vận chuyển hàng hóa trên biển với số lượng lớn. Các cảng biển phục vụ cho hoạt động bốc dỡ hàng hóa. Đường biển ở nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển. Vậy theo các em, về mặt tự nhiên, nước ta có những thuận lợi nào thuận lợi trong việc phát triển giao thông vận tải đường biển? Những thuận lợi đó bao gồm đường bờ biển dài 3.260 km, nhiều vũng vịnh rộng kín gió và nhiều đảo, quần đảo ven bờ, tạo điều kiện cho vấn đề xây dựng nhiều cảng biển lớn. Các cảng biển của nước ta tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung và Đông Nam Bộ. Các cảng biển lớn bao gồm cảng Cái Lân, cảng Hải Phòng, ở miền Bắc, cảng Đà Nẵng, Liên Chiểu, Chiang Mai ở khu vực Đà Nẵng, Huế, cảng Dung Quốc, Quảng Ngãi, cảng Nha Trang, và đặc biệt ở phía Nam có cái cụm cảng Sài Gòn, Vũng Tàu và Thị Vải. Nước ta còn nằm trên đường hàng hải quốc tế từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương và chiều ngược lại. Vị trí nước ta còn là cửa ngõ ra biển của Lào, do đó đường biển của nước ta ngày càng phát triển. Các cảng biển cũng luôn được nâng cấp, đội tàu biển cũng luôn được đầu tư, mua mới, và tổng số lượng hàng hóa luân chuyển, vận chuyển bằng đường biển cũng liên tục tăng nhanh. Các tuyến đường ven bờ chủ yếu của nước ta theo hướng Bắc Nam. Tuyến quan trọng nhất phải kể đến đó là từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại. Cô giới thiệu tiếp cho các em một hoạt động giao thông vận tải khác cũng mang tính quốc tế rất là cao, đó là giao thông vận tải đường hàng không. Giới thiệu với các em, đây là sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hai sân bay lớn ở hai thành phố lớn nhất của nước ta. Cùng với lại các cái hãng hàng không đang hoạt động, hãng hàng không lớn đó là Vietnam Airlines, Jetstar, Vietjet mới đây đưa vào hoạt động hãng hàng không Bamboo. Số lượng hãng hàng không càng ngày càng tăng lên để đáp ứng cái nhu cầu ngày càng tăng về việc vận chuyển hành khách trong nước cũng như quốc tế. Được sự đầu tư lớn của nhà nước trong việc xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng và mua sắm thêm nhiều trang thiết bị hiện đại, nhiều máy bay hiện đại của các hãng lớn trên thế giới cũng được mua về để phục vụ cho quá trình phát triển. Ngành hàng không của nước ta là ngành non trẻ nhưng phát triển rất là nhanh. Trên phạm vi cả nước có 22 sân bay, trong đó có 10 sân bay quốc tế. Atlas địa lý của các em thì các sân bay quốc tế chưa được cập nhật đầy đủ. Cô có thể giới thiệu cho các em 10 sân bay quốc tế tính đến thời điểm hiện nay. Thứ nhất là sân bay Nội Bài ở Hà Nội, sân bay Vân Đồn của Quảng Ninh, sân bay Cát Bi Hải Phòng, sân bay Vinh, sân bay Phú Bài của Thừa Thiên Huế, sân bay Đà Nẵng, sân bay Cam Ranh Khánh Hòa, sân bay Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Cần Thơ và sân bay Phú Quốc. Các sân bay luôn được hiện đại hóa để đáp ứng nhu cầu của ngành hàng không. Các tuyến đường bay nội địa, các tuyến đường bay quốc tế cũng không ngừng tăng lên. Nước ta đã mở các đường bay thẳng sang nhiều quốc gia trên thế giới. Các tuyến hàng không hoạt động chủ yếu ba đầu mối giao thông lớn ở nước ta, đó là Hà Nội,
Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động hàng không của nước ta đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng tăng của người dân và liên kết được giữa nước ta với quốc tế. Có sang một cái loại hình vận tải khác, đó là đường ống. Đường ống ở nước ta phát triển gắn liền với sự phát triển của ngành dầu khí. Việc khai thác dầu khí trên vùng thềm lục địa phía nam của đất nước, chúng ta có các đường ống dẫn dầu, dẫn khí từ thềm lục địa vào đất liền. Ngoài ra ở khu vực phía bắc, chúng ta có hệ thống đường ống B12 từ bãi cháy Hạ Long đến các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Hoạt động giao thông vận tải ở nước ta trong những ngày gần đây bị dịch bệnh COVID-19, do đó hầu như các tuyến vận chuyển hành khách từ đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường sông đều bị gián đoạn. Không những ở nước ta mà tình hình đó còn diễn ra trên toàn thế giới. Để kết thúc phần giao thông vận tải, cô có một số câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, quốc lộ 1A đi qua 6 trên 7 vùng kinh tế trừ vùng nào? Phương án thứ nhất, đồng bằng sông Cửu Long. Phương án thứ hai, Tây Nguyên. Phương án thứ ba, Duyên Hải Nam Trung Bộ. Và phương án thứ tư, Đông Nam Bộ. Như vậy, khi nãy trong quá trình giảng bài, cô có nghe cho các em, đường quốc lộ 1 đi qua 6 trên 7 vùng kinh tế, chỉ trừ một vùng nó không đi qua, đó là khu vực Tây Nguyên. Chúng ta chọn phương án B. Câu hỏi tiếp theo. Điều kiện nào sau đây của vùng biển nước ta thuận lợi để phát triển giao thông vận tải biển? Phương án thứ nhất đưa ra, có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt. Phương án thứ hai, B, các hệ sinh thái ven biển rất đa dạng và giàu có. Phương án thứ ba, C, có nhiều sa khoáng với trữ lượng lớn. Phương án thứ tư, D, nằm gần các tuyến hàng hải trên Biển Đông. Vậy thì ở phương án A, có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt. Đây là phương án chỉ thuận lợi cho vấn đề phát triển du lịch, không thuận lợi cho vấn đề phát triển giao thông vận tải biển. Phương án B, các hệ sinh thái ven biển rất đa dạng và giàu có, thì phần lớn đã thuận lợi cho vấn đề phát triển của ngành thủy sản. Còn phương án C, có nhiều sa khoáng với trữ lượng lớn thì lại thuận lợi cho vấn đề khai thác khoáng sản. Chỉ có phương án D, nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông, đó mới là thuận lợi để phát triển giao thông vận tải đường biển. Do đó, phương án D là phương án đúng của câu hỏi này. Câu hỏi số 3. Trong những năm gần đây, mạng lưới đường bộ nước ta đã mở rộng và hiện đại hóa, nguyên nhân chủ yếu là do A. Huy động được các nguồn vốn tập trung đầu tư phát triển. B. Nền kinh tế đang phát triển với tốc độ nhanh nên nhu cầu lớn. C. Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển giao thông đường bộ. Và D. Dân số đông tăng nhanh nên nhu cầu đi lại ngày càng tăng. Trong 4 phương án A, B, C, D đưa ra đều là những cái nguyên nhân để giúp cho mạng lưới đường bộ của nước ta được mở rộng. Nhưng các nguyên nhân mà được gọi là chủ yếu để mở rộng mạng lưới đường bộ của nước ta đó là huy động được các nguồn vốn và tập trung đầu tư phát triển của nhà nước. Phương án A là phương án đúng trong câu hỏi này. Kết thúc ở phần giao thông vận tải, cô sang nội dung thứ hai, đó là thông tin liên lạc. Trong phần thông tin liên lạc có hai phân ngành, đó là bưu chính và viễn thông. Cô đi vào hoạt động đầu tiên, đó là ngành bưu chính. Quan sát một số hình ảnh, các em thấy đây là chuyển thư từ của ngành bưu chính. Điện hoa, chuyển vận chuyển bưu phẩm hay là dịch vụ chuyển phát nhanh đối với lại thư tín hoặc là các công văn giấy tờ. Ngoài ra còn thực hiện dịch vụ chuyển tiền. Trong cái điều kiện xã hội phát triển hiện nay, ngành bưu chính còn kết hợp với lại thương mại trong lĩnh vực bán hàng online. Do đó, ngành bưu chính của nước ta có đặc điểm đó là mang tính phục vụ cao. Mạng lưới bưu chính phát triển rộng khắp trên phạm vi cả nước, từ nông thôn đến thành thị, từ đồng bằng đến miền núi, đã có các trung tâm bưu chính hoặc là các điểm văn hóa bưu chính. Nhưng ở các khu vực thành thị, đồng bằng thì mạng lưới bưu chính tương đối dài đặc, quy mô lớn. Còn ở các vùng sâu, vùng xa
thì mạng lưới bưu chính thưa thớt hơn và quy mô nhỏ. Cô sang cái phần hạn chế. Hạn chế của ngành bưu chính nước ta đó là việc phân bố chưa hợp lý giữa các vùng. Công nghệ còn lạc hậu, phần lớn các cái khâu còn thực hiện thủ công và thiếu lao động có trình độ cao. Chính vì vậy mà ngành bưu chính cần có những cái phương hướng để phát triển cho nó phù hợp. Phương hướng thứ nhất mà ngành bưu chính thực hiện đó là việc áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ để đẩy nhanh tiến độ phát triển. Và phương hướng thứ hai đó là phát triển các hoạt động mang tính kinh doanh. Cô đi vào phần viễn thông. Viễn là xa, thông là thông tin, viễn thông là truyền thông tin đi xa. Ngành viễn thông của nước ta có tốc độ phát triển nhanh, vượt bậc, đón đầu được các thành tựu kỹ thuật hiện đại. Nếu như trong thời kỳ trước đổi mới, thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, dịch vụ viễn thông nghèo nàn, chủ yếu chỉ phục vụ cho các cơ quan nhà nước, thì ngành viễn thông hiện nay có tốc độ tăng trưởng rất là nhanh, trung bình 30% một năm, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại, mạng lưới viễn thông tương đối đa dạng và không ngừng phát triển. Mạng lưới viễn thông bao gồm mạng điện thoại, mạng phi thoại, mạng truyền dẫn. Trong mạng điện thoại bao gồm mạng nội hạt, mạng đường dài, mạng cố định và mạng di động. Các thiết bị của điện thoại cũng luôn luôn có sự đổi mới để đáp ứng ngày càng cao cái nhu cầu của người tiêu dùng. Chính vì vậy mà số người sử dụng điện thoại ở nước ta không ngừng tăng lên. Tổng số thuê bao điện thoại tính đến năm 2019 là 130 triệu thuê bao, tăng 867 lần so với năm 1995. Bình quân số điện thoại trên 100 dân cũng tăng lên vượt bậc, từ 0,02 máy trên 100 dân tăng lên 135 máy trên 100 dân. Với số liệu thống kê như trên thì chúng ta thấy cái số lượng người sử dụng điện thoại ở nước ta thuộc loại cao trong khu vực và trên thế giới. Thứ hai là mạng phi thoại. Mạng phi thoại thì gồm có mạng phát, mạng truyền dẫn trang báo trên kênh thông tin. Mạng thứ ba là mạng truyền dẫn. Mạng truyền dẫn bao gồm mạng dây trần, mạng vi ba, mạng cáp sợi quang và mạng viễn thông quốc tế. Mạng viễn thông quốc tế của Việt Nam gắn với thế giới bằng cáp biển và vệ tinh. Năm 2008, nước ta đã phóng thành công vệ tinh Vinasat. Việc gắn kết giữa nước ta với thế giới chủ yếu bằng cáp biển và các cái vệ tinh. Năm 1997, nước ta cũng nối mạng Internet thành công. Chính vì vậy mà có số người sử dụng Internet mỗi ngày một tăng. Năm 2019, nước ta có 58,2 triệu người sử dụng Internet, chiếm khoảng 60% dân số. Internet thuận tiện trong mọi hoạt động, từ việc học hành cho đến giải trí và công việc. Chính vì vậy mà việc sử dụng Internet của nước ta càng ngày càng tăng lên. Hoạt động thông tin liên lạc ở nước ta không những gắn kết các vùng với nhau mà còn gắn kết thông tin giữa nước ta với thế giới, giúp người dân tiếp cận được với thông tin và các chủ trương chính sách nhà nước kịp thời. Để kết thúc phần thông tin liên lạc, cô có các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, ngành bưu chính nước ta cần phát triển theo hướng nào để đạt trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến? Cô có 4 phương án đưa ra. Phương án thứ nhất, tin học hóa và tự động hóa. Phương án thứ hai, tăng cường các hoạt động công ích. Phương án thứ ba, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh. Và phương án thứ tư, giảm số lượng lao động thủ công. Trong 4 phương án cô đưa ra đều là cái hướng để ngành bưu chính hướng tới. Nhưng để đạt được trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến thì đòi hỏi Việt Nam phải tin học hóa và tự động hóa. Vậy trong câu hỏi này chúng ta phải chọn phương án A. Câu hỏi tiếp theo, đây là phương thức truyền dẫn cổ điển hiện nay được thay thế bằng các phương thức tiên tiến hơn. Cô có 4 phương án đưa ra. Phương án thứ nhất đó là mạng truyền dẫn V3. Phương án thứ hai là mạng truyền dẫn cáp quang. Phương án thứ ba là mạng viễn thông quốc tế. Và phương án thứ tư là mạng dây trần. Vậy thì mạng dây trần là cái mạng truyền dẫn cổ điển nhất trong hoạt động của ngành viễn thông nước ta.
Do đó phương án mà chọn trong câu hỏi này đó là phương án D. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô xin chân thành cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các tiết học lần sau.